Xin chào, lại là Anna. Leah. Đây, Anna đã nhận được yêu cầu hướng dẫn về móng răng sói từ rất nhiều bạn. Vì họa tiết răng sói khá rối và vẽ thì rất là lâu, vì thế các bạn rất khó làm. Nên là các bạn nhờ Anna hướng dẫn làm thế nào để có thể vẽ họa tiết răng sói này lên trên móng nhanh mà không mất nhiều công. Và để có thể có được họa tiết răng sói nhanh trên móng thì bạn sẽ sử dụng cho Anna một cái khuôn in. Đây là một cái khuôn in với họa tiết là răng sói. Bạn chỉ cần sử dụng gel vẽ, màu gì cũng được, Anna chọn màu trắng. Sau đó lấy và cho lên một cạnh của cái khuôn này. Chúng ta cho ở cạnh bên trái và đều hết cho cái khuôn in. Sau đó bạn sử dụng thanh gạt. Chúng ta đặt ở cạnh bên trái này. Đặt gạt một đường thẳng ngang qua. Lúc gạt thì chúng ta đè mạnh tay, đồng thời kéo dứt khoát một đường qua đến hết cái phần khuôn in. Kéo xong là bạn có thể thấy được phần màu của chúng ta đã vàng ra hết tất cả các họa tiết. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cục silicone. Sau đó bạn chỉ cần nhấn ẩn phần khuôn in này dính với phần họa tiết, ấn thẳng và mạnh xuống một lần để cho phần họa tiết được hít lên phần khuôn in. Bạn ấn thì ấn dứt khoát mạnh xuống, chứ đừng có nhay chi qua chi lại, phần họa tiết sẽ bị lem. Khi dở lên bạn sẽ thấy được các họa tiết này sẽ hít lên phần khuôn in này. Và bước tiếp theo bạn chỉ cần in cái họa tiết nằm trên cục in này lên móng là được. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải sơn màu nền cho móng trước đã. Bạn muốn màu gì cũng được, sơn sẵn màu đó lên cho móng. Rồi sau đó chúng ta sẽ in họa tiết trên cục in lên trên móng mà thôi. Lúc in lên móng thì cũng giống như lúc nãy in để hít lên phần khuôn in. Chúng ta in dứt khoát, không có lắc qua lại sẽ làm cho các họa tiết bị nhem. In thẳng xuống rồi dở lên là bạn đã có họa tiết dính trên móng rồi. Nếu móng của bạn to thì chúng ta in thành hai lần. In họa tiết lại lên cục silicone, sau đó lại ấn lên trên móng. Đến đây là chúng ta đã có được các họa tiết răng sói trên móng rất là nhanh và đơn giản. Ở những phần màu lúc nãy chúng ta in tràn ra phía ngoài, dính vào tay của khách thì bây giờ chúng ta chỉ cần chùi khoét sạch sẽ thôi. Sử dụng cỏ chùi khoét cùng với acetone chùi sạch những phần gel thừa dính bên ngoài, rồi chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô các màu của gel vẽ màu trắng vừa mới in lên móng này. Hơ đèn khô là bạn cũng đã có họa tiết răng sói trên móng rồi. Bước tiếp theo của bạn sẽ là hoàn tất mẫu móng bằng cách sơn một lớp bóng lên đây. Có thể lựa chọn bóng sáng hay là bóng lì. Ở đây Anna lựa chọn bóng lì. Rồi cho đi hơ đèn để khô lớp bóng lì. Và đó, vậy là chúng ta đã có được họa tiết răng sói trên móng rồi nè. Chẳng cần phức tạp chi cho khổ nha. Vậy là Anna đã chia sẻ xong rồi. Và nếu bạn thấy video bổ ích, nhớ đừng quên nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để hôm sau Anna ra video mới sẽ thông báo cho bạn biết đầu tiên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.